Rồi, xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một lô hai cây sâm ngọc nha, hàng mini để bàn nha anh chị cô chú. Hai cây này em là khai thác về em làm bầu sơ dừa để giữ ẩm rễ nha anh chị cô chú. Đây bầu sơ dừa nha. Đây, lúa này. Lúa rinh nó nha. Quá đã luôn. Cây này nó cao từ mặt bầu lên khoảng 30 nha anh chị cô chú. Còn cây này khoảng 17. Đây những chì sống đó nha. Lũ quá đã luôn nha. Lũ rinh nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xin bài và ủng hộ luôn.